Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật 1 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vào Đảng để ăn cắp, Mác Lê dùng bịp dân. Hôm 29 tháng 10 năm 2020 vừa qua, một số báo mạng nhà nước Việt Nam có đăng bài viết cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu là nghỉ hẳn sinh hoạt đảng đang diễn ra tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc. Trong bài viết có dẫn lời ông Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy Lào Cai rằng, nếu đồng chí nào khi nghỉ hưu nghỉ luôn sinh hoạt đảng, đó là người cơ hội vào đảng chỉ vì chức vụ quyền hạn, chỉ phục vụ công việc của mình. Đây là hình ảnh khi đương quyền Bộ trưởng Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Tuy nhiên sau đó, ông đã nhận 14 năm tù vì hai tội danh tham nhũng trong vụ AVG. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, chuyện bỏ sinh hoạt đảng sau khi về hưu hay nghỉ việc xảy ra với rất nhiều đảng viên. Ông phân tích như sau. Cái chuyện người ta về hưu, người ta bỏ sinh hoạt đảng thì nó rất phổ biến. Trừ những người phải làm chức gì đấy như tổ trưởng dân phố hay chức gì đấy thì họ còn sinh hoạt thôi. Còn đa số thì cứ lặng lẽ bỏ sinh hoạt đảng. Có người chán đảng, bỏ đảng một cách đường hoàng. Có thể công khai, có thể không công khai. Mỗi người có một hoàn cảnh. Trong 6 năm qua, người ta nhận thấy có hai đợt bỏ đảng. Đợt thứ nhất là vào năm 2014, những người bỏ đảng lúc đó có một viên chức ngoại giao Việt Nam tại Thụy Sĩ là ông Đặng Sương Hùng, một đảng viên Cộng sản lão thành là ông Lê Hiếu Đằng, một người từng làm việc cho cơ quan an ninh Việt Nam là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một trung tá quân đội là tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long. Đến năm 2018, 14 đảng viên tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ trong 10 ngày sau khi ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức bị Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kỷ luật. Nghệ sĩ Kim Chi là một người trong số đó. Bà chính thức tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 4 tháng 11 năm 2018. Đây là hình ảnh ông Lê Hiếu Đằng với lá thư tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính tới năm 2013, ông đã có 45 năm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Lê Hiếu Đằng nguyên là Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều chức vụ quan trọng khác. Sau khi ông bỏ đảng, đã kéo theo hàng loạt đảng viên lão thành khác cũng tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng nhau thành lập câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, hiện nay vẫn còn đang hoạt động đều đặn và mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bà cho biết đã có quyết định bỏ đảng một cách lặng lẽ từ năm 2013. Nhưng cũng như giáo sư Mạc Văn Trang, bà thấy rằng sự kiện Chu Hảo là giọt nước làm tràn ly. Bà không thể khi nhắm mắt mà bà vẫn còn mang danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản. Bà nói như sau. Tôi rất thân với anh Lê Hiếu Đằng. Lúc ngồi nói chuyện với ảnh, tôi còn nói chắc là đến lúc anh em mình ra khỏi đảng. Anh Đằng nói rằng chuyện này mình phải tính toán kỹ. Ít lâu sau thì anh Đằng mất. Tôi không thể lỗi hẹn với người đã mất. Tôi nói chuyện với anh Chu Hảo, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi đã viết thư tuyên bố. Nhưng mọi người khuyên tôi là ở lại có thể làm được điều gì đó. Tôi cũng nghĩ thế, vì trong đảng cũng có những người tốt, không phải ai là đảng viên đều khốn nạn cả. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc bỏ đảng hay bỏ sinh hoạt đảng là quyền của đảng viên. Nếu không sinh hoạt 3 tháng thì về nguyên tắc là sẽ bị loại trừ ra khỏi đảng. Nhưng vì đảng thích con số nên vẫn để nguyên, cho thấy vẫn có nhiều đảng viên. Theo con số được đưa ra tại kỳ họp Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1 năm 2016 trước đây, thì toàn đảng có hơn 4,5 triệu đảng viên. Ông Đặng Hùng Võ, một đảng viên Đảng Cộng sản cho rằng điều lệ đảng cho phép khi về hưu hoặc là ở trong trạng thái không còn hoạt động nữa thì cũng có thể làm đơn xin không sinh hoạt. Tuy vậy cũng có người lơ luôn chuyện làm đơn, ông nói. Nói chung là khi về hưu rồi hoặc khi không hoạt động nữa thì về mặt quy định nào đó cũng phải có đơn xin thôi sinh hoạt đảng. Còn nếu ai không có đơn cứ lở đi không sinh hoạt đảng là không thực hiện đúng quy định. Thường thì ai mà còn sinh hoạt xã hội thì vẫn buộc phải sinh hoạt đảng, còn những người về hưu rồi họ có thể làm đơn xin miễn sinh hoạt đảng. Đây là hình ảnh các đảng viên biểu quyết bằng cách giơ cao thẻ đảng. Tôi cũng biết có mấy người làm cho Ngân hàng Thế giới lơ sinh hoạt đảng sau khi về hưu. Họ cho rằng về hưu rồi thì không còn làm gì nữa nên sinh hoạt đảng cũng không thiết thực lắm. Cũng có người về hưu rồi nhưng vẫn rất hăng hái sinh hoạt với phường, sinh hoạt với địa phương. Ông Đặng Hồng Võ cho biết, ông vẫn tham gia sinh hoạt đảng bình thường, nhưng vì không còn làm cho nhà nước nữa, nên nội dung sinh hoạt cũng chỉ là phổ biến chủ trương đường lối bây giờ. Thế thôi. Ông giải thích thêm,
chuyện sinh hoạt đảng của ông sau khi nghỉ hưu như sau. Thường thì chi bộ họp mỗi tháng một lần, trong lần họp đó thường là thảo luận về chủ trương, đường lối của đảng, thảo luận về công việc, ai làm tốt, ai làm chưa tốt, công việc có vướng mắc gì chẳng hạn. Theo tôi thì những sinh hoạt đảng có khoảng 60% là giống như chính quyền, còn 40% là các nghị quyết của đảng hoặc chủ trương, đường lối. Rồi đến kỳ kiểm điểm cuối năm thì có phần phê bình và tự phê bình, khi không sinh hoạt đảng nữa thì thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam, được đảm bảo bằng điều 4 của Hiến pháp năm 1980. Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nó. Ông Hồ Chí Minh từng khẳng định rằng đảng không phải là nơi để thăng quan tiến chức, để phát tài. Vào đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp. Và đảng ta là đảng lãnh đạo cách mạng, ngoài lợi ích của nhân dân, đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải là một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đầy tớ hết sức trung thành của nhân dân, ông nói. Đây là hình ảnh căn nhà dùng tới 80 mét khối gỗ quý của ông Khổng Trung, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Quảng Trị, trên khu đất diện tích tới hơn 2.000 mét vuông, được xây theo kiểu nhà giường 3 gian 2 trái, gồm hệ thống cột gỗ, mái lập ngói, tường xây gạch, cùng hệ thống sân vườn, cây cảnh. Được ông Trung khai báo tất cả gỗ đều hợp pháp từ nguồn tiền tiết kiệm mà ra. Dư luận cho rằng không phải đảng viên nào cũng có lý tưởng như giao giảng của ông Hồ Chí Minh. Họ vào đảng vì nhiều đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng. Cũng từ đó nhiều đảng viên bị kỷ luật. Tính đến nay, Thành ủy và Ban Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các cấp ủy đã xử lý gần 2.850 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 270 người bị khai trừ khỏi đảng. Nhiều đảng viên cấp cao bị kỷ luật hoặc bị truy tố hình sự vào tù, chẳng hạn như Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân bị xác định trong thời gian từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 1 năm 2008 chịu trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. Còn ông Nguyễn Văn Tình bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Còn Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân được xác định mắc vi phạm nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất đai quốc phòng. Ông Nguyễn Văn Hiến bị 4 năm tù về tội tòa án nào xét xử đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi vi phạm hiến pháp và pháp luật. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam làm lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại Quốc hội ở Hà Nội vào năm 2018. Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào hôm 28 tháng 10 đã phát biểu tại trụ sở của Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội và được truyền thông nhà nước Việt Nam trích dẫn nguyên văn như sau. Thẩm phán phải là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận đấu tranh bảo vệ pháp chế, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, gương mẫu đi đầu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Các tòa án phải tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức để mỗi cán bộ thẩm phán luôn nhận thức đầy đủ và rõ ràng trách nhiệm trong thực thi công vụ. Hoạt động trong môi trường xét xử, phán quyết tính đúng hay sai của các sự kiện pháp lý, cán bộ thẩm phán thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ về tiền bạc, vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân. Vì vậy, hơn lúc nào hết, hệ thống tòa án càng phải chăm lo và giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng là tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán. Lời phát biểu này đã được báo Tuổi Trẻ Online trước cùng ngày đăng tải và chạy tiếp với câu nói của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân là tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang trên trang Facebook cá nhân đã nêu câu hỏi vì sao lại tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán. Không có một cái gì là tuyệt đối cả. Con người luôn luôn phải biết nghi ngờ, mà nhờ vào đó thì mới có tò mò, khám phá và mới có phản biện, tiến bộ, khoa học mới tìm tòi chân lý. Cho nên, khi nói tuyệt đối không để dân nghi ngờ, thì lời phát biểu đó rất là không hiểu gì cả. Có thể nói là rất ấu trĩ và ngu dốt. Điểm thứ hai là không nghi ngờ sự thanh liêm của thẩm phán. Về vế đầu, tuyệt đối không để dân nghi ngờ thì đã là một cái sai. Thêm vế thứ hai là tuyệt đối không để dân nghi ngờ về sự thanh liêm của thẩm phán thì trở thành hài ước. Bởi vì tòa án và thẩm phán Việt Nam có thanh liêm hay không thì những người dân ai cũng biết rồi. Bao nhiêu vụ án oan sai, nhất là vụ án Hồ Duy Hải, vụ án của ông Thanh Chấn và đặc biệt là vụ đại án Đồng Tâm. Không ít cư dân mạng cho rằng
Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu như vậy cho thấy một sự áp đặt độc đoán lên người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng 17 trên 17 vị thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao biểu quyết tuyên y án tử hình Hồ Duy Hải. Cựu tù nhân lương tâm Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đăng tải ý kiến của anh như sau. Dân nghi ngờ thẩm phán thì cứ vu là thế lực thù địch rồi bắt nhốt thôi. Thế là không còn ai dám nói tôi nghi ngờ nữa. Bên cạnh lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lời phát biểu của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình càng gây chú ý trong công luận nhiều hơn nữa. Ông Nguyễn Hòa Bình khi đề cập đến những bài học thành công trong hệ thống tòa án của Việt Nam suốt 75 năm qua đã nói rằng trước hết tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, tuân thủ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, thực hiện thượng tôn pháp luật và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc tư pháp đã được hiến định. Tiến sĩ giáo sư Mạc Văn Trang đã có lời nhận xét với đài FA rằng ông Nguyễn Hòa Bình đã có phát biểu rất trung thực về hệ thống tòa án Việt Nam xét xử theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng nhận xét như sau. Điều đó chắc chắn nói đến có sự can thiệp từ bên Đảng, bởi vì theo nguyên tắc của Hiến pháp quy định rằng thẩm phán chỉ tuân theo sự khách quan của pháp luật mà thôi. Tuân thủ luật thì không được phép chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài. Thế nhưng khi ông Bình nói đến vấn đề trung thành với Đảng hay tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng thì rõ ràng đã khác rồi. Bởi vì trong một số vấn đề giữa đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam với một số vụ án rất khác nhau, đặc biệt trong vụ án chính trị, bởi vì người dân đấu tranh, dân chủ thì họ chỉ có thể hiện khao khát quyền tự do của chính họ thôi. Nhưng khi Đảng can thiệp và đưa quan điểm chính trị của họ vào thì rõ ràng sẽ làm cho những thẩm phán không còn khách quan để tiếp tục công bằng trong việc xử lý những vụ án như vậy nữa. Luật sư Nguyễn Văn Đài đã nhấn mạnh thêm rằng bản chất củng cố hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản thì không có tam quyền phân lập mà Đảng lãnh đạo Việt Nam coi ngành công an, viện kiểm sát và tòa án chỉ là công cụ để bảo vệ quyền lực và lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là ngành độc lập. Một số ý kiến trong dư luận bày tỏ trên mạng xã hội rằng Tòa án Nhân dân nên đổi tên thành Tòa án Đảng Cộng sản Việt Nam. Cựu tù nhân lương tâm anh Nguyễn Tiến Trung lập luận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm hiến pháp và pháp luật trong việc tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân thì đâu có tòa án nào dám xét xử Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay Chủ nhật mùng 1 tháng 11 năm 2020 với bản tin Vào Đảng để ăn cắp, Mác Lê dùng bịp dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de